giữa bài thơ, nỡ giữa đêm sương, nỡ tận tâm. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini đại, model là Sony Z300. Dàn này full chức năng, gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Bass của loa là 13 cm, chiều cao của loa là 26 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 48 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 m². Phía sau dàn có ngò ao, ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM của dàn tần số là 90. Có hỗ trợ ngò optical in, dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên âm ly, không cần đĩa mồi. Công suất âm ly tương đối khá lớn, lên tới 75W, công suất cao ngắt ngưỡng trong phân khúc mini. Công suất lo không ghi trên lo, thông thường lo Sony sẽ là 50W một thùng, 100W trên cặp lo. Cần xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác nhận hàng tại nhà. Chỉ cần cho địa chỉ là hàng sẽ được ship tận nơi. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, bên em sẽ tặng cho mình cái robot học, tức là cái chuyển học. Mình có thể chỉnh được bass nè, trip nè, super bass siêu trầm, chỉnh được full chức năng trên dàn. Tùy gu, tùy bài hát, tùy sở thích mà mình có thể chỉnh bass, trip để phù hợp với thể loại nhạc mà mình đang nghe. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V, hoặc là có nhu cầu gắn thêm vào Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Chuyển điện phía trong âm ly không làm thay đổi tính nguyên bản nguyên sim hay là ảnh hưởng đến chức năng của âm ly. Nó chỉ làm cho mình tiện hơn. Về mình việc cắm, chỉ việc cắm vào điện 220 là xài ok, mà không cần lo là quên cắm vào cục đổi nguồn hay lộn áp dẫn đến cháy nổ bộ dàn. Gắn Bluetooth phía trong âm ly nó sẽ lọc chất lượng âm thanh hay hơn, chuẩn hơn, chống nhiễu tốt hơn và nghe chất lượng hơn, bắt sóng xa hơn so với Bluetooth gắn ngoài rất là nhiều. Bên em có bán đĩa CD và MD, nhận chép nhạc theo yêu cầu. Chỉ cần các bác gửi tên ca sĩ, tên bài hát vào Zalo là em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD cũng như là MD. Và bên em có bán luôn remote học, chỉnh được bass chép, chỉnh được full chức năng trên dàn. Các bác có nhu cầu mua phụ kiện kèm dàn thì liên hệ với bên em qua số điện thoại cũng như là Zalo 0931008099. Em đang test nhạc qua chức năng đĩa CD. Tiếp theo em sẽ test nhạc qua chức năng kết nối điện thoại, TV, máy tính cho mình tham khảo độ lực của bộ dàn đánh ra như thế nào qua đoạn nhạc remix sôi động. Responsible for causing any hair damage. Cho các bác tham khảo rồi em xin kết thúc clip. Cần mua hàng, cần xem hình ảnh chi tiết, vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em.